cuối cùng mục đích là Thượng Đế Phật chỉ muốn cho nhân loại biết là trong 3.000 năm sau các ngươi có làm gì làm á, lấy cái bài học ngày hôm nay phải học cho vợ kỹ. Đó là trên đầu mình 3 tấc có thần linh, thằng con đó, cho ra nói vậy chuyện siêu nhiên vậy đó, chỉ vậy thôi à. Mấy con cứ quay lưu trữ lại đi, chứ còn nếu không ba ngày sư phụ hôm nay không nói ha, 1.000 năm sau á họ cũng giống như phim không gian vậy đó, giết nhau nổ quả địa cầu này sao không biết, cái bom nguyên tử mà nó nổ một cái hả, cái trái đất này làm gì còn, có hiểu không? Cho nên ở bề trên đã tính cho mình 50.000 năm sau rồi. Thì cuối cùng thí dụ như ông Einstein, trước khi ông chế bom nguyên tử, Einstein tái sanh đi, ông nhớ là ồ thời khoảng năm 2023 có thằng con của ông trời lên nói chuyện siêu nhiên kiểu này á, là có thiệt á, mình có chế kiểu nào. Ồ thấy không, chứng minh thấy không, thằng Nga mạnh vậy mà cuối cùng cũng thua ông chuột nhắt quá không. Ồ thằng Tàu khổng lồ mạnh vậy mà cuối cùng cũng thua ông Đài Loan cũng chuột nhắt quá không. Ồ cái thể chế cộng sản nó tuyên bố là khi nước nào cộng sản là không có ai lật đổ được, vậy mày hay quá, mày không bị bệnh hả? Con sư tử nó cũng phải bị di trùng của nó phải không, rồi nó làm sư tử trùng sực sư tử nhục, cuối cùng rồi á, lúc đó họ mới ngã ra là ồ có bề trên lúc nào cũng ngó chúng ta. Cũng giống như con đi nuôi đàn heo đàn gà trong chuồng, tối ngày con ra con coi con nào hăng máu á, con lựa nó ra vậy đó, thì bề trên cũng coi chúng ta y như vậy đó, thằng nào hăng máu, thằng nào hung dữ, thằng nào bị bệnh covid, thằng nào bệnh ghẻ bệnh gì á lựa ra. Con đàn gà 8 tỷ con, bề trên coi mình như là thấp vậy đó, hôi thối, đâu có xuống đây đâu. Cho nên ở núi không à, chùa đây giờ mấy vị Bồ Tát xuống dưới hôi lắm, chưa không à, mấy vị đâu có chịu nổi. Mùi tanh, mùi hôi, tiền là tanh mà. Sân si là mấy vị nghe chổi tai lắm, mấy vị đâu có vô chùa. Cho nên núi mình yên tĩnh, điển thanh. Thì mục đích cuối cùng của sư phụ là đóng một cái cuồng phim để cho nhân loại biết có chuyện vậy đó, có Thượng Đế. Mà Thượng Đế không phải như kiểu mấy anh chùm khăn có nó mượn danh cha là Allah đi khủng bố, cũng không đúng. Thượng Đế người ta là cha, là Phật, cha từ bi, cha thương chúng ta. Đâu phải là nó nói nó đi giết người, nó ôm bom tự sát. Rồi cái về trời, cái được thưởng 500 cô tiên. Ở bên mấy thằng này cũng y như là những cái thể chế mà các mát mà Lenin vô thần cứ đưa ra những cái thuyết mà gọi là không có đó. Cái thuyết bây giờ cuối cùng rồi á, cái bằng chứng của ngày hôm nay đó là Cuba đó, con thấy không? Nghèo đói, lạc hậu, nhà con thấy ở như là chuồng gà vậy đó. Miếng bánh mì bây giờ cũng phải cầm miếng lá phiếu đi sắp hàng xin. Một người đàn ông sức mạnh lực lưỡng cũng phải đi sắp hàng xin ổ bánh mì buổi sáng, con thấy nhục không? Người còn bắt hàng cũng vậy, đôi dép cũng có mang, dân thì đói. Gặp cái thằng mập ở đâu á, khóc hụ đó, không có dũng khí. Việt Nam mình á cũng gần vậy rồi đó, không còn nhệ khí nữa, nhược khí không, hẹn không còn dũng nữa.